Hết khắc 150 mẫu cũ cái nhà mình đây. Con này mẫu hình như là 218 thôi. 219 ha, 219. 219 thì mát đời có mẫu này. Mẫu cũ này. Con này ABS luôn ha. ABS. Xe còn rất là đẹp. Như là khóa đồ của nó còn đầy đủ. Còn hàng quýt. ABS. Còn rất là mới, xe Kiên Giang, xe này giấy huyện. Ồ, biển số 4939 luôn ha. Nè, rất là mới. Trắng ha. Màu trắng là cái màu hầu như là được thị trường ưa chuộng nhất. Cái dòng này máy nó ngọt lắm nha, cái hơi máy nó ngọt lắm. Thấy không? Kiểu như máy nó không có cái tiếng gào nặng như cái phong mới bây giờ đâu. Máy nó hơi ngọt, nhẹ ngọt. Con này thì giao lưu anh em 76 cũ ấy, cả hồ sơ luôn. Còn anh em ở trong tỉnh anh em không có nhu cầu rút thì trừ hai cũ ha, tức là 74. Tóm lại là giá 74 ha. 74 cũ hồ sơ anh thêm, anh em có rút bộ thì thêm hai cũ nữa. Có giao lưu trao đổi bù trừ thu cũ đổi mới luôn nha. Nhà anh em có dư xe, có xe nào không có xài đến hoặc là dư xe gì đó, xe cũ nào đó. Không có đi cũng đổi cho gia đình cái xe chuẩn sang để mà đi tới lui đám tiệc. Đi thăm bà con cô bác hay là đi dịp Tết lễ rồi đó thì đem cho em ha, đổi luôn. Đó. Em xe cái máy cái dòng này hơi ngọt lắm. Bởi em hay mua cái mẫu này lắm. Thích cái mẫu cũ này. Đó. Một là cái máy cái hơi nó ngọt, cái thứ hai là nó cái kết cấu nó, cái thiết kế đó ha. Đó. Đó là đèn còn nằm trên này mình dễ gọi. Mình quay cổ đi đâu thì nó sẽ đi theo đó ha. Thay vì nằm dưới này như cái mẫu mới. Rồi, anh chị em nào phù hợp thì cứ liên hệ ủng hộ bên shop em nha. Xin cảm ơn.